Cây nàng hai hay còn gọi là tầm ma là loại cây thân thảo, rễ cọc. Cây mọc thẳng, có lá màu xanh lục. Lá cây có đường viền răng cưa. Các lá của cây mọc đối nhau. Thân cây có các gai tơ nhỏ không phân nhánh. Hoa của cây nàng hai có màu trắng, mọc thành chùm. Mỗi hoa có kích thước nhỏ li ti. Tất cả các bộ phận của cây nàng hai đều có thể sử dụng để làm thuốc. Các cành non được hái vào mùa xuân để làm thuốc bổ và rau. Rễ sẽ được thu hoạch vào mùa thu để làm thuốc lợi tiểu. Các thành phần trên ngọn như hạt, lá được hái vào mùa hạ khi cây đang trổ hoa. Đối với làn da, nơi thu hút sự chú ý cũng như biểu hiện tình trạng sức khỏe dễ nhận biết nhất. Cây nàng hai có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, xe khít lỗ chân lông, kháng viêm, trị rụng tóc, dưỡng tóc và trị gào. Bên cạnh đó, nếu lấy cây nàng hai xay lấy nước hay dùng tinh dầu của chúng thì ta có thể giảm nhẹ các cơn đau đến từ các bệnh như thấp khớp, bệnh gút và viêm gân. Cây nàng hai có tính độc, rất ngứa nên còn được gọi là cây ngứa. Lông cây nàng hai khi dính vào da sẽ gây ngứa, nổi đỏ, rất khó chịu bởi trong lông có chứa chất dịch gây ngứa. Tuy có độc tính ở lông nhưng khi được đun sôi nấu chín thì độc tính trong lông sẽ hết và có thể ăn được. Người dân vẫn hay dùng rau nàng hai để luộc, xào nấu ăn hàng ngày giống như các loại rau khác. Cây nàng hai thường được biết đến như một loài cỏ mọc dại, không nhiều tác dụng. Nhưng thật sự, cây nàng hai đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ qua như một loại thuốc. Vốn sinh trưởng ở vùng có khí hậu ôn đới trên khắp thế giới và được nhiều nước nghiên cứu tìm ra công dụng đã từ rất lâu. Cây nàng hai không được ứng dụng nhiều trong đông y. Tuy nhiên, loài thực vật này vẫn được xem là một dược liệu vì có khả năng điều trị một số bệnh. Theo đông y, cây nàng hai có tác dụng điều trị một số bệnh như đau khớp, sưng khớp, viêm khớp, sốt kéo dài. Bên cạnh đó, loại dược liệu này còn có một số công dụng như hỗ trợ điều trị u xơ tiền liệt tuyến, bổ sung chất xơ, trị nhiễm trùng đường tiểu, giảm các bệnh dị ứng, giúp cầm máu, hỗ trợ điều trị thiếu máu và đặc biệt là các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa như khó tiêu và táo bón. Ta sử dụng cây nàng hai bằng cách sắc dược liệu với nước để uống, hoặc người dùng có thể dùng lá tươi giã nát để điều trị bệnh. Cây nàng hai có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe, tuy nhiên cần phải nắm bắt được cách sử dụng nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình điều trị. Sau đây là một số công dụng của cây nàng hai cũng như một số cách dùng của loại dược liệu này. Cây nàng hai được người xưa phát hiện ra như một loại thảo dược quý có thể chữa được nhiều bệnh. Đặc biệt, trong nàng hai có chứa nhiều thành phần khoáng chất đặc trị mất ngủ. Nó có thể giảm lượng chất đạm quá hạn trong cơ thể đạt mức bình thường, đồng thời cải thiện được nhiều vấn đề nảy sinh do thiếu hụt sự cân bằng sinh lý ở tuổi già. Cách dùng loại dược liệu này để chữa bệnh mất ngủ rất đơn giản. Ta có thể dùng dược liệu khô hoặc tươi. Nhưng nếu ở dạng tươi cần chú ý vì lông của cây sẽ gây ngứa khi tiếp xúc da. Và sau khi chuẩn bị, ta cho dược liệu vào nấu nước uống thay nước hàng ngày. Khối lượng dược liệu và nước tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Cây nàng hai chữa bệnh sốt. Bệnh sốt rét kéo dài xảy ra do cơ thể bị nhiễm các loại virus, vi khuẩn tiềm nhiễm. Nó có thể tấn công ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nhất là đường hô hấp. Tuy nhiên, nàng hai lại có các thành phần hóa học đặc trị nhiều loại virus này. Nó giúp hạn chế được quá trình phát triển và lây lan của vi khuẩn, đồng thời triệt tiêu đi những tế bào virus đang và đã biến chứng.
Sử dụng một ít rau nàng hai đem rửa sạch rồi luộc chín để khử độc tính trong lông. Sau đó vớt ra để ráo và dùng giống như một món rau luộc hàng ngày, hoặc có thể xào lên giống như các loại rau bình thường khác. Bằng cách này sẽ giúp thanh lọc và giải nhiệt cơ thể. Việc sử dụng rau nàng hai nhiều không có hại cho sức khỏe, tuy nhiên cần sử dụng đúng liều lượng để đem lại hiệu quả tốt nhất. Cây nàng hai chữa phong thấp. Cũng như bệnh sốt rét kéo dài, bệnh phong thấp xảy ra một phần là do vi khuẩn. Loại vi khuẩn này sẽ làm cho các màng lót ở khớp bị nhiễm trùng. Cũng từ đó các khớp bắt đầu sưng lên và sản sinh ra chất đạm làm lớp màng dày hơn. Chính chất này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của sụn khớp. Và cây nàng hai sẽ hạn chế quá trình sinh chất đạm và giảm quá trình nhiễm trùng. Đối với căn bệnh này, ta cần chuẩn bị 50g nàng hai, đem rửa sạch với nước, bỏ vào nồi và sau đó đổ vào khoảng 1 lít nước. Đun sôi khoảng 10 phút là tắt bếp và dùng nước này uống sau bữa ăn để đảm bảo sức khỏe và đạt hiệu quả cao. Cây nàng hai trị đau nhức xương khớp. Ta cần chuẩn bị lá nàng hai tươi đem rửa sạch, sau đó giã nát. Lấy lá nàng hai giã nát đắp vào vùng xương khớp đau nhức trong vòng 30 đến 40 phút và đắp 2 lần mỗi ngày và duy trì trong vòng 1 tuần sẽ có hiệu quả. Các bạn thân mến, cây nàng hai có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng loại dược liệu này cần lưu ý một số điểm như sau. Người bệnh không nên tự ý sử dụng cây nàng hai để trị bệnh. Trước khi dùng loại dược liệu này để trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Tránh tiếp xúc ngoài da với cây nàng hai vì có thể gây ngứa, sưng đau. Tuy cây nàng hai có những lông gai và có chứa chất độc, nhưng loại chất này sẽ bị tiêu hủy khi đun sôi. Thận trọng khi dùng các bài thuốc từ cây nàng hai cho phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, phụ nữ đang cho con bú, người cao tuổi. Và trước khi sử dụng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Trên đây là một vài thông tin tham khảo về tác dụng của cây nàng hai hay còn gọi là cây ngứa, cây tầm ma. Hy vọng với những thông tin tham khảo nêu trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của loại gao mọc hoang dại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.